Nhà trời mưa. Minh Khôi mến chào quý cô chú anh chị em và các bạn. Thì hôm nay hai cha con đi thăm lộc siêu to khổng lồ nè. Hôm qua có rửa rồi đó. Hôm qua hai cha con rửa rồi quay lại cho anh em cô bác xem đó. Hả? Có rồi. Có cá vô lộc rồi. Rửa sạch là nó vô à, anh em ơi. Bữa nay là vô mến rồi, thấy vừa từ xa thấy nó ủng nha. Mà không biết làm sao đây. Tới lộc nè. Để Linh trở camera lại. Ôi, con cá dầu. Ông ơi, mẹ ơi. Khủng khiếp con cá dầu. Trời ơi. Quên. Là cái hàng xóm nghe. Cá dầu lắm rồi. Con quá to lớn rồi. Không ơi, con cá dầu luôn. Mình không tả nổi con cá dầu luôn á. Ôi, vô ơi. Cá dầu lớn á, người ta... Ê, quăng nữa. Người ta móc cao đang bể lợp hả? Trời ơi, con cá dầu này hết hồn luôn rồi. Không tả nổi con cá dầu này luôn rồi. Không la không nổi, coi chừng bể lợp chắc luôn rồi. Quả trời ơi, cha mình không dám dỡ lên nha anh em. Cá lớn quá không dám dỡ lên. Dỡ lên là nó bể lợp, nó sàn ra là bể cái dĩ cái hòm đó. Rồi lấy cái dở. Không có dở đâu. Mình vĩnh quá anh em ơi. Nôn. Nó là một trái. Vô đây 5-6 kg à. 10 kg luôn. Dữ không? Lưu quá, anh em cười chết. Để bắt lên thì tính. Cái bộ. Mấy con? Chắc một con quá. Để bắt lên đi rồi dỡ lên tiếp. Con cái đậu đâu đang xúc vô nè. Dạ dữ dằn lắm. Đó, nó có đuôi. Cả nhà thấy cái đuôi luôn. Thấy lạnh luôn á. Xa quá anh em thấy. Cái đầu con ơi, nó bể cái gì? Rồi. Cái hồn cá mấy ông ơi. Hết hồn con kia. Rồi sao không? Hồn cá. Khoan, để từ từ nó pha mang, để từ từ nó hết chảy đấy. Quá trời ơi. Trời ơi. Con nuôi à, nuôi ăn không? Ê từ từ. Để quá trời ơi. Coi chừng. Quá trời con cá này rồi. Không thể ta nổi luôn rồi. Trời ơi. Khoan phải anh em coi ra ơi. Tận cá rồi. Quá trời luôn rồi. Ê, bởi vô mánh rồi. Vô khoan phải. Bởi vô. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Quá rồi. Trời ơi. Trời ơi. Con này là 5-6 kg là dư sức ông ơi. 7-5 kg vậy. Mày đừng cho nó chung ngược ra. Chung ngược ra nó nhảy xong á. Không biết sao giờ đây nè. Bởi tao nói đừng chung chung ngược ra. Nhảy xong đó. Nó coi nữa, tao coi còn con gì trong nó không. Ôi ôi, có cái vô. Lông thần chữ luôn. Có mình nó. Một con, hai con còn hả? Ê, còn con nữa. Bắt luôn. Ô. Bắt đi. Giật đâu bắt. Bây giờ cột lại. Để quên. Lời rồi. Hôm qua công tình hai cha con hôm qua đi rửa nhà anh em. Giờ sáng ngày mặt trời cũng nắng không chói quá. Ôi ơi, con cá. Không thể nã nổi con cá này luôn. Hả? Nuôi. Nuôi ai ăn? Ai biết. Nó đem vô. Nuôi thả được chứ. Hả? Ha ha ha.
nó có con mắt nó mới thấy đường. Sao đây ký vậy á? Nói nói ông nồng nó mà còng luôn. Để cha mình để xuống cột lại nha. Rồi kim vô con cá rồi căng. Rồi vô vô rồi hai cho con căng cho anh em cô bác xem nha. Chứ thấy con cá là thấy không thể nào nói tưởng tượng luôn rồi nè. Trời ơi. Có chứ, lát cần cho anh em xem. Ê, 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 nó ra rồi. Rồi, chút xíu rồi ra rồi. Cái đâm ra nó đâm rồi sao? Cầm như tao như nãy gà đâm hả? Nó ra được là nó nhảy xuống xuống sông rồi. Con cá này mà bây giờ mình lát mỏng ra ơi, mình nhúng me. Có giờ gỏng chờ nhung đồ gì á, tụi nó tập trung lại nó cháo. Gì hả? Bữa nay thứ nào thứ áo rồi, mai cái gì rồi? Mốt. Mai hả? Ừ. Sao gỏng được ta, hay mình cột cái đuôi mình thả gì đi hả? Ừ. Cho nó lội tới đâu cái mà nghĩ tới đó liền hả? Ừ. Chỉ còn cách đó thôi chứ. Nó nên tập trung mà. Con cá nó thân phiếu luôn. Con cá này làm sao mà giật nó nổi? Câu nó nổi không ai câu được nữa. Ừ rồi hết hồn con cá. Dạ yeah. Không thể con ơi. Điện cá quá đã rồi. Không thể nào tưởng nổi tao á. Quá tợn cá rồi. Rồi lần đầu tiên Linh bắt được con cá rồ nó bự vậy luôn á anh em ơi. Con này cỡ 5kg tới lên á. Cá gì 5kg trời. Chứ nhiêu chứ lần cái giá nhỏ hơn. Phải không? Vô càng biết liền à. Mình phải vịn cái vợt lại nè. Thôi nó giải như hồi nãy nữa là rồi. Con này không ăn luôn. Sao nó vô có một con rồi ta? Có con. Thường thường nó đi cặp cá bự nè. Hả? Bác coi gà coi cá nè. Gà coi cá dồ nè, 20kg nè. Ôi gớt bây giờ. Thấy hồn luôn không? Ừ. Ờ. Hết hồn cái dầu rồi chứ. Đây. À. Ừ. Không sao. Cái gì đâu nổi luôn. Giờ vô căng. Căng thử lên. Vô mà mẹ mình thấy cái ra làng cho coi nè. Lấy cần rồi, lấy cần coi. Lấy cần bự á. Dạ. Nè con thấy. Nè. Lấy cần. Ừ. Thì nhìn không nổi luôn rồi. Con nhỏ ngoài này nè. Con nhỏ con được hả? 5kg không lẽ đã hơn 5kg. Hơn 5kg mà. Cột cái đuôi lấy dây chắc đó đi dù á. Bởi. Cột cái đuôi rộng dưới đèn con gái hay gì ăn. Chị giải có con vậy thôi hả? Ừ. Ủa mẹ nói vô thằng nào dám vô nữa hả? Chúa tể sơn lâm mà. Căng chưa? Căng qua rồi. Quay qua đây cho nó sáng nè. Ừ, quay qua này. Đây. Đừng có đụng. Chưa. Đợi nó qua hai gam. Rồi qua dữ vậy. Đây đây đi dễ đi ông cầm cắn vợt. Ông cầm chưa cắn vợt cỡ cầm liền rồi ha. Cầm lên mà không biết nha. Rồi từ 5kg tàu ô cái vô 5kg. Ô cái vô xong này ăn quá đã rồi. Để cho người Thanh gửi xuống cho ăn quá ngon rồi. Cái vô xong mà về là ngon dữ dằn lắm. Để con lấy máy cái vô xong mà từ 5kg tới lên lên nó đầu dữ lắm tính sao không được. Rồi lấy cái dù bự chắc có cũng bỏ trong cái rộng này đi. Cũng được cái rộng nó dướng nhẹ. Nó dướng nhẹ luôn ta. Cái này tới mấy? Ờ nó giải. Mai tới rồi.
Trời ơi, trúng bánh luôn. Dễ vợ ca chứ ơi. Không, không, nó bà đổ vô luôn. Vậy vậy là bỏ vô luôn này nè. Không được luôn các bạn. Bỏ xong cái ngon hơn, lấy cái lấy cái rộng rộng nuôi cá, đừng bỏ rò bự nước đó. Đi văng ra. Vô vô bánh rồi. Đi văng ra tôi chụp. Đó bây giờ. Bây giờ mình cắt cái ngạnh nó đi, biết chứ không, đừng cho nó lội á. Cắt ngạnh nó dễ chết lắm. Hả? Chạy mau nó chết. Bỏ cho cái đìa trước lỡ có sảy rộng rộng luôn đìa đó, cái gì đó mà sợ. Ồ, đâu, 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 mạnh luôn. Hết biết con cá thôi chứ. Nên đi sao hả? Hả? Ngày biết thứ mấy mới. Nên đi sao rồi, nay nó gì tới rồi. Bỏ vô cái rộng vậy nè. Mày ra lấy cái rộng tủ, cái rộng đó ngay ngay vừa. Thì làm sẵn đi rồi đem ra để vô. Cái vừa dặn si đó, thì ra cắm cho ba gốc cây, ba gốc. Thì để vô. Lần đầu tiên trong đời Linh bắt được con cá vào sông mà 5kg gì luôn á. Rồi cá này để mai mấy đứa em nó về đó. Rồi tính sau nha anh em. Giờ Linh kết thúc cái video ở đây. Rồi hẹn cả nhà lại cái video sau. Bye bye.